Truyện ngắn Lời Yêu, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Nhí quay lại Nhân Thành, người trong xóm ra trước nhà chờ đón. Mẹ Nhí đi cùng con cả một đoạn đường dài, không biết trên máy bay có khóc không, nhưng đến đầu xóm mặt văng một màn nước mắt, chân bước hụt bước hao. Ai cũng kêu mau quá, đám gã Nhí như mới đây thôi, bữa đó nó còn giòn rụm nói cười, hát 60 năm cuộc đời, giờ thành tro nguội bụi lạnh. Nhí lấy chồng đúng cái đợt mưa dầm tháng 7, truyền hình nói ngoài biển có hai cơn áp thấp nhiệt đới đang rượt đuổi nhau. Người trong xóm rủ nước mưa lúc bước qua cổng dòng nguyệt, càm ràm, riết rồi cưới gã cũng không chờ nắng cho nó vui. Nhưng chờ gió chướng lùa nắng về lại Nhân Thành thì cũng phải dài 3 tháng nữa. Chú rể chỉ được ở lại tròn tháng, 30 ngày cho tất cả những chuyện từ coi mắt cho đến lễ cưới, từ dòm coi chân Nhí có cong không, cho đến da có bị chàm hay nắm móc gì không. Làm lễ chào hai họ xong, chú rể sẽ bay ngay về nước không kịp thở. Đi Sài Gòn bữa trước, vài tối sau Nhí dắt chồng tương lai về, sửa soạn đám cưới trong lúc đợi làm giấy tờ hôn thú. Tên chồng mỗi chữ Hi-ết trên cái thiếp mời viết đổ tháo, hệt cua bò trong giỏ. Ai nhận thiệp cũng kêu ôi trời mau quá, con nhỏ mới đây còn bưng thao đi dài sớm mượn gạo mà giờ đã lấy chồng rồi. Trong lằn ranh nhớ của người Nhân Thành chỉ có Nhí kéo tép rong, Nhí vớt bèo, Nhí chạy quắn trước ngọn roi cha mẹ nó, Nhí xin nước mắm thì kèo thêm tớp mỡ, không có Nhí làm cô dâu. Mát trời, Nhí kéo Hi-ết ra đứng trước rào, chờ hàng xóm ngang qua níu lại khoe chồng sắp cưới. Thợ cơ khí, con một, cha mẹ chết hết rồi, Nhí khỏi phải làm dâu. Nhà bên đó rộng lắm, có sân vườn. Coi mặt già chát vậy chớ chưa có lấy vợ lần nào. Bằng cái giọng như hiểu biết sâu sắc người mình sắp cưới, Nhí quả quyết, thằng chả không có điên. Trên giấy tờ ghi vậy rõ ràng, nhưng người ta vẫn thấy con đường Nhí sắp nắm tay thằng Hi-ết đi cứ lẫn trong những dòng khói đốt đồng mù đặc, lơ mơ một bầy con gái xếp hàng đeo số cho người ta coi mắt. Chú rể gật đầu chọn cô 26 lấy làm vợ mà không biết nết na con nhỏ ra làm sao, bếp nhà nó có sạch không, cơm nó nấu có ngon không. Sau này chồng Nhí nói thích nó cao nhất đám, bù cho anh chưa đầy 1,6 thước, hy vọng sinh con cao ráo. Mẹ Nhí hỏi chàng rể bao nhiêu tuổi, nghe xong gật gù, vậy là con lớn hơn mẹ 2 tuổi. Nhí thường kéo bạn bên xóm lại, ngồi đưa chuyện trên rễ cây hoàng thổ mọc gồ bên mé sông. Lâu lâu sực nhớ ngó chồng đang tha thẩn cách đó mấy bước chân, Nhí kêu Hi-ết, bà cố nội cha mày. Mắt anh kia sáng lên bởi thứ tiếng ngôn ngữ bí hiểm như phù thủy yểm bùa của một dân tộc xa lạ. Tưởng Nhí nói yêu mình, miệng anh nhếch cười hệt cỏ mọc trên ruộng nẻ. Thằng chả mà cười hết cỡ thì cái mặt dính như đít dừa khô. Chồng sát một bên mà giọng Nhí vẫn giòn rụm không chút dè chừng, thấy ghê. Đã vậy mà còn gãi hết mấy cái răng. Nhưng tắt đèn, tưởng tượng đang ôm Lương Triều Dĩ thì cũng xong thôi. Tưởng tượng thì Nhí quá giỏi, không chút đất nhét móng tay. Nhà gá hờ ven đám lá mé sông, cha mẹ lay lắt gặt mướn làm cỏ thuê. Chị em Nhí vẫn có cách đi qua mùa thơ dại khô cằn. Củ chuối luộc quá bánh mì kẹp thịt quay, áo giá thành áo đầm, vạt tre là giường nệm. Chỉ cần rắc chút xíu bột ảo tưởng lên. Giàu tưởng tượng, con nhí nghèo rã chẳng bao giờ tỏ ra mặc cảm hay tủi thân. Mặt nó vẫn ngời mỗi khi qua hàng xóm xin tương tàu về kho quẹt. Ai mà đoán nổi nó nghĩ tới gà xé phay hay vịt rang gừng. Vách nhà thưa lọt gió, không ngăn cản được nhí tưởng đang ngủ nhà lầu. Chỉ hôm cưới, đầu đội bông đứng trước cổng Dòng Nguyệt chụp ảnh, dưới những bó chớp dãy ngùng ngoằng như bị bóp cổ của tháng ngâu. Không biết nhí tưởng tượng cái gì mà mặt sụ xuống. Mụ nội mày hi ếch, nó gượng nói với chồng khi ông thợ ảnh kêu hai đứa kém tươi. Đàn bà Nhân Thành nó vẫn thường nói cục lũng vậy, và nhận lại từ chồng một cú đạp vào bụng hoặc cái tát cháy má. Bị nắm đầu giặt tóc như nhổ mạ. Chỉ chồng nhí là hí hửng cười khoái chí mỗi khi vợ buông lời hờn giận cuộc đời. Không biết tiếng nhau hay ở chỗ đó. Nên lời yêu vẫn vang trong ngôi nhà nhỏ xóm núi Busan, nơi nhí, đàn bà sống trong 2 năm rưỡi. Những buổi tối anh chồng tài tử cine nồng rượu gạo trở về, đôi lúc dịu dàng nựng nó bằng mấy cú thôi. Quê chồng mà nhí gửi về qua những cuộc gọi, không phân biệt được đâu là thực, đâu là tưởng. Làng đầy hoa và bướm, bữa tối thơm phức thịt nướng. Ăn xong, nó ngồi dũa móng tay ngó anh chồng đang rửa chén kêu, nhẹ tay thôi, bà cố nội mẹ mày hi ếch. Chồng cười toe, kêu cưng nói nữa đi, hi ếch, mồ tổ cha mày. Thiên đường được dệt lại qua đôi môi mẹ nhí vừa xăm đỏ màu như cháy, trong tiếng dòng vàng sủng sẻn cổ tai bà và tiếng mấy anh giao tủ lạnh tivi ghé dọc đường hỏi thăm nhà nhí. Tiếng mấy đứa em nó mở dàn máy ca rền cuối xóm làm Nhân Thành rạo rực. Tụi con gái trong xóm rủ nhau đi tìm những anh hi ếch khác. Ngay cả nhí, người ra đi đầu tiên đã trở về. Trong giỏ mẹ, bà vẫn băn khoăn con nhỏ 47 kg, giờ sao chỉ còn có vài nắm. Không biết người ta có đốt sót cái mẫu nào không. Giây phút bị chồng nắm tóc dìm đầu vào bồn tắm đầy nước cho đến lúc thôi sủi tâm, nhí có nghĩ mình đang lặn vào sông muốn như hồi nhỏ đua với mấy bạn coi ai nhịn thở lâu, hay ngắm san hô vịnh Nha Trang. Không ai biết. Nghe cảnh sát kể lúc còng tai hi ếch, anh ngọng nghịu sổ những lời tưởng đâu yêu thương, học lớn tiếng nước vợ. Tổ cha mày nhí, tao say quá nên lỡ tay thôi, tao xin lỗi nhí ơi, mụ nội mày. Truyện ngắn Đá trổ bông, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Khờ, thằng nhỏ gánh nước đi đằng trước tôi, đang bốc khói. Bằng mắt thường cũng thấy một làn hơi mỏng bả lả gợn quanh nó, nhất là từ đôi ống quần ướt mềm. Nước trong thùng ở hai đầu quang gánh dù không sánh ra chút nào, nhưng cứ nghĩ lên đến đỉnh núi chắc chỉ còn lưng lửng, vì nước bốc hơi. Mình thì có hơn gì, tôi nghĩ cũng sắp bốc cháy tới nơi rồi. Nắng hệt một chảo mực nấu sôi, và những con người bé nhỏ ngụp lặn trong ấy chín nhừ, mặt mày đỏ lửng. Thỉnh thoảng Khờ dừng lại để chờ tôi, lúc này thở hồng hộc, bước từng bậc đá bằng đôi chân không biết của ai. Dù nó đã lên xuống núi 17 lần trong ngày, gánh nước uống cho chục ngoài hộ dân sống trên ấy. Hỏi Khờ sắp tới nơi chưa, nó kêu xíu nữa. Chữ xíu không làm tôi mừng, vì biết mình còn trèo lên nhiều dốc đá mới chạm chân đỉnh núi trọc bon không cây cối. Đám đá này mới mốt trổ bông, Khờ nói. Năm Khờ 9 tuổi, mẹ dắt nó lên ngọn núi trời này, bảo ngồi đó đợi đá trổ bông mẹ lên đón. Rồi bà mẹ trẻ xuống núi, biệt dạng, Chị chủ quán nước ngay bên sườn núi vẫn còn nhớ gương mặt của cô gái đó, trẻ măng, đem con đi bỏ mà mặt tỉnh bơ, trửng giỡn với mấy thằng kiếm củi. Chắc là sớm làm mẹ đơn thân, không mang vác nổi thằng nhỏ khờ câm đặt đâu ngồi đó. Chắc là ngủ quên trên cỏ rồi đẻ khờ, như những bà mẹ Việt cổ xưa vẫn cấn bầu nhờ uống nước trong gáo dừa, ướm chân vào dấu chân lạ. Thằng nhỏ từng có cái tên tử tế, nhưng người xóm núi quên mất rồi. Nói cho cùng, làm gì có tên nào hợp với nó bằng cái tên khờ. Trong thân xác thằng con trai sắp 30 là một trí khôn của trẻ con 5-7 tuổi. Thời gian không làm mai một cái niềm tin, rồi đá sẽ trổ bông và mẹ đón về. Sống nhờ chén cơm của cư dân triền núi, nhưng khờ chưa bao giờ làm họ tiếc vì đã nuôi dưỡng mình. Nhờ chi thằng nhỏ cũng làm, và đặng nhọc cỡ nào cũng không than vãn. Mưa, nó đi cọ rửa những bậc đá đóng rêu, che giúp mái nhà ai đó. Cổng bà Chính sầu đâu đi hốt thuốc nam chữa đau khớp. Đón thằng đen kẹt ở trường trong giông gió. Hạn qua nó kiếm củi phơi khô chất đầy miễu quang, cả xóm xài múc mùa không hết. Mùa khô nào họ cũng uống nước mưa một tay khờ gánh, từ ngôi chùa gần chân núi xanh. Suốt 30 năm, duy nhất một lần khờ rời núi chừng tuần lễ, nó bị sét đánh. Cái đầu trọc của núi mà nó đang chăn giữ, không hiểu sao hay bị sét xuống thăm. Đến cây cối không mọc nổi. Bữa đó giông khô, khờ lơm khơm gom mớ thuốc nam chùa gửi phơi, thì bị sét quật lăn ra, tóc cháy xém. Câu đầu tiên nó nói khi tỉnh dậy: đá trổ bông chưa? Tới ông trời còn không bứng thằng khờ ra khỏi cái mớ đá đó. Người núi xanh nói. Đúng lúc khờ lại thêm một lượt gánh nữa ngang qua chỗ quán nước tôi ngồi cùng mấy bà trong xóm, nhe răng cười. Ở khờ không có cái vẻ gì bơ vơ, dù đang một mình bơi giữa đá và nắng. Ngay khi nó bị che khuất bởi một cua gắt bên đường mòn, cũng để lại cảm giác ấm áp, chắc nịch, khó giải thích. Nhất là nhân vật ấy mang trong mình một câu chuyện mũi lòng. Hỏi mẹ khờ có từng quay lại không? Người núi xanh nói biết đâu, giờ nhiều du khách lên đây, mặt mũi ai cũng giáo giác như ai, nhớ sao nổi cái người phụ nữ mấy chục năm về trước. Thằng nhỏ hay bị du khách ghẹo, họ xưng mẹ nè con, mau về với mẹ. Mẹ tôi nói chừng đá trổ bông mới lên đón, giờ có trổ xíu nào đâu. Khờ nói. Chỉ một lời nói ầu ơ, nhưng với bộ não ngờ nghệch của khờ, đã thành một thứ dây trói bền dai, buộc nó mãi trên đỉnh núi. Mẹ khờ có ở đây, chắc gì lay chuyển được nó. Đá chưa nở bông nào. Dân núi xanh có lần hối tiếc khi xúm nhau thuyết phục khờ rằng đám đá đó đâu thể trổ bông được, sét đánh quá chừng mà. Nhìn thì biết, tới cỏ còn không mọc nổi. Khờ nói luôn. Vậy mấy cục đá không bị trời đánh thể nào cũng có bông. Từ bữa đó nó leo trèo khắp núi, lo bông đá đang trổ ở hang hốc nào đó, nơi nó chưa mò tới. Còn cả xóm thì phấp phỏng sợ nó trượt chân. Mình mà nói núi này đá đực khó ra bông, khờ sẽ hỏi vậy núi nào mới có. Tôi hình dung ra như vậy khi ngó thằng nhỏ vừa gánh xong đôi nước cuối cùng trong ngày, đổ vào cái khạp da bò đặt ngay đỉnh trọc. Nước ấy dành cho du khách uống đỡ khát, dù họ chỉ dùng rửa mặt, rửa chân, hắt vào người nhau cho vui. Nắng vẫn xéo sắc, chưa chịu nguội. Tôi quay lại đúng cái chân núi mà vài tiếng đồng hồ trước mình đứng ngán ngẩm vì nắng và hồ xanh cạn đáy. Nghĩ chắc cũng không cần trèo lên chi, quá biết trên đó có những thứ gì. Lại miễu cậu miễu cô, lại những quán xá đu theo vách đá, lại bày bán mấy thứ thần dược cây cỏ meo móc chứ đâu. Nhưng khờ xuất hiện với đôi thùng nước treo đầu gánh, rủ khơi khơi lên núi chơi, bông đá nai mai trổ.